Dừng lại, nếu các chị em muốn da mặt mình được như thế này thì hãy dùng kem phay Bạch Ngọc Liên Tím. Phụ nữ có thể lựa chọn nhiều cái đẹp, nhưng cái thích nhất vẫn là muốn có làn da mặt đẹp. Nếu làn da của mình chưa được đẹp, nó bị sạm đen không đều màu, da sạm sạm gần như sắp bị nám, có thêm một vài đốm đen đen lan rộng, da cứ không được trắng lên nổi, thì lựa chọn của mình là làm sao tìm được một loại kem phay giải quyết hết các tình trạng trên của da để da được đẹp và trắng mịn như người khác. Tình cờ hôm đó tới nhà dì Loan, thấy da mặt của dì sao hôm nay trắng đẹp quá chừng. Lúc trước mình nhớ da dì Loan bị sạm đen chứ không có trắng đẹp như vậy đâu. Thấy mình khen da dì đẹp mà còn trẻ ra nữa, dì nói dì xài kem phay Bạch Ngọc Liên này nè, xài dưỡng cũng gần hơn một năm rồi đó. Đâu còn chần chờ gì nữa, mình ghé ngay shop mỹ phẩm chị Nga. Mình cũng hay tới shop của chị mua hàng vì chị bán hàng rất dễ thương mà còn có tâm nữa. Lâu lâu cũng hay giảm giá, còn tặng quà cho mình nữa. Hôm trước, chị Nga thấy da mình không đẹp rồi, chị kêu mình xài kem phay Bạch Ngọc Liên Tím này đi. Xài xong da đẹp lắm nha. Chị nói khách của chị ai xài kem này rồi da cũng đẹp cũng trắng mịn hết. Đây nè, đây mới là khúc em muốn khoe. Mà em biết mấy chị cũng mong chờ kết quả. Đây là làn da của em sau khi xài gần hết một kem phay Bạch Ngọc Liên Tím này nè. Da của em bây giờ thực sự trắng mịn và đều màu, đúng là làn da mà em mơ ước trước đây. Và bây giờ em vẫn duy trì những kem phay Bạch Ngọc Liên Tím này, đó là lựa chọn cho làn da đẹp của mình. Thành phần của kem phay Bạch Ngọc Liên Tím thực sự sẽ luôn khiến bạn an tâm sử dụng. Những hoạt chất cao cấp như niacinamide, alpha arbutin, bisabolol, vaseline, salicylic acid và gomic acid giúp nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện, tạo nên 7 công dụng như làm trắng sáng làn da cho mọi lứa tuổi, nuôi dưỡng da, ngừa lão hóa da, điều chỉnh sắc tố và làm đông đều màu da, làm mờ sạm nám và các vết tàn nhang, cân bằng độ ẩm cho da, ngừa mụn, làm mờ vết thâm, làm lớp nền trang điểm mỗi ngày để bảo vệ da. Kem phay Bạch Ngọc Liên Tím, cảm nhận sự khác biệt khi lựa chọn được làn da đẹp. Sản phẩm hiện có bán tại các đại lý và nhà phân phối trên khắp toàn quốc. Bạn hãy đến cửa hàng gần nhà bạn nhất để mua sản phẩm với giá siêu yêu thương, làn da siêu đẹp.